Alo, thôi chào anh em các bạn. Hôm nay xin bàn giao một em cano tàu câu máy dầu đuôi Z. Của tên model của em này là FZ20 các bạn ha. Với chiều dài 6,5 m và rộng 2,2 m. Tàu vỏ toàn thân là gen cốt các bạn ha. Toàn thân là gen cốt. Màu là tông trắng với xanh. Với bông bạc 20 là cabin màu xanh và cabin máy hiên xếp inox. Máy hiên xếp inox 304 bông màu xanh. Lái đuôi hệ thủy lực các bạn ha. Vỏ rất là đẹp nha. Quý anh em các bạn toàn quốc có nhu cầu về tàu câu cano xin cứ hotline 0903 070753, Tiến sẽ tư vấn và hỗ trợ anh em các bạn nha. Rất đẹp ha. Đây là vỏ vừa chạy sông và biển các bạn ha. Với trọng lượng của em này, cả máy và vỏ dơ vào khoảng 1 tấn các bạn. Em này sẽ đi về bàn giao cho khách hàng. Trong quá trình vận hành sử dụng thì nếu có vấn đề gì thì quý anh em các bạn cứ alo nha, sẽ tư vấn hỗ trợ và support cho anh em khách hàng toàn quốc nha. Một lần nữa cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi video giới thiệu bàn giao một cái tàu câu FZ23 dân ma của hãng dân ma ha, với động cơ diesel, lái thủy lực với công suất 72-77 mã lực các bạn ha. Xin kết thúc video tại đây và hẹn gặp lại anh em ở video review giới thiệu tàu thuyền ở video tiếp theo nha. Xin chào và hẹn gặp lại.